Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh, kính thưa các bà các má, Phật giáo đã được truyền đến Việt Nam đã hơn ngàn năm qua, và cũng đã trong suốt một hơn ngàn năm đó, dân tộc Việt Nam đã chứng kiến những thời khắc lịch sử trong Phật giáo Việt Nam, từ những thời hưng thịnh, từ thời Lý đã sản sinh ra những vị thiền sư lỗi lạc như các ngài Khuôn Việt, Vạn Hạnh, cho đến thời nhà Trần là thời vô cùng sáng lạn của Phật giáo Việt Nam, ngay cả những vị vua cũng đã rất là tôn trọng Phật pháp. Đó là những thời khắc rất lịch sử trong Phật giáo Việt Nam. Nhưng suốt hơn 1.000 năm qua đó, cơ hội nào cho những hàng phàm phu như chúng con đây? Quả thật, trong hàng ngàn năm qua, chúng ta đã không được chứng kiến những người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng lại được có cơ hội thoát được những vòng sanh tử luân hồi. Và qua đó, chúng ta thấy rằng Pháp Hồ Niệm thật vô cùng quý giá, và chính là người đã xiển dương Pháp Hồ Niệm, đó chính là lão cư sĩ Diệu Âm. Và chúng con cũng nghĩ rằng cái ngày mà đất nước này đã sản sinh ra lão cư sĩ Diệu Âm, đó là một thời khắc cũng vô cùng trọng đại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và như vậy, từ khi có Pháp Hồ Niệm, từ khi được lão cư sĩ xiển dương Pháp Hồ Niệm, từ khi được lão cư sĩ hướng dẫn tận tình chỉ bày, thì các ban hộ niệm từ đó đã thành công liên tục, và đã rất có rất nhiều người Việt Nam đã được cứu. Thì đối với chúng con trong đường Zoom ngày hôm nay, chúng con đã được đối diện với các ngài, đã được sự chứng minh của các ngài, chúng con được ngồi cạnh cô MC Diệu An để cùng đồng hướng dẫn chương trình hôm nay. Chúng con được ngồi cạnh các vị cư sĩ Phúc Trí, Bảo Thi, cư sĩ Minh Thành và các vị cư sĩ khác mà trong lòng chúng con vô cùng ngưỡng mộ. Và chúng con nghĩ rằng buổi Zoom hôm nay cũng là một thời khắc rất là lịch sử trong quá trình hoằng dương Pháp Hồ Niệm. Chúng con xin chư vị cho một tràng để tiếp tục chương trình. Chúng con kính cung thỉnh thầy Thích Đạo Thịnh sẽ có những đôi lời chia sẻ về thực tế hồ niệm để chứng minh cho chư vị thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, hiện tiền từ bi quang lâm chứng minh trên đường Zoom. Kính thân chào tất cả chư liên hữu đồng tu đang có mặt trên ba đường Zoom của thế giới hộ niệm A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa chư liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta vui mừng được ngồi dưới ánh từ quang của Đức Phật A Di Đà, cũng là đang được sự bảo bọc hộ niệm của mười phương ba đời chư Phật. Bởi vì nơi nào có sự nhiếp thủ của quang minh của Đức Phật A Di Đà thì nơi ấy có sự hộ niệm của mười phương ba đời chư Phật. Bởi vì thánh hiệu A Di Đà Phật là thánh hiệu mà mười phương các đức Như Lai khen ngợi. Do vậy, Thiện Đạo Đại Sư nói rất chí lý. Ngài nói rằng, sở dĩ Như Lai hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà, bổn nguyện hải. Nghĩa là mười phương các đức Như Lai ra đời, cũng chỉ để nói lên biển hạnh nguyện công đức của Đức Phật A Di Đà. Do vậy, nơi đây chúng ta tin tưởng, thế nơi nào có người niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, nơi nào có người hướng lòng về
lợi ích cho số đông, cho chúng sinh vạn loại, thì nơi ấy luôn luôn có sự gia trì hộ niệm của mười phương các đức Như Lai, chư Phật. A Di Đà Phật ạ. Thế và chúng ta biết rằng Đức Phật xuất thế, Ngài nói vô lượng pháp môn cũng để chỉ bày chân tâm tự tính, để mở bày cho chúng ta thấy rõ là tất cả chúng sinh tâm đồng với chư Phật không hai không khác. Như Lục Tổ Huệ Năng khi giác ngộ được chỗ này, Ngài đã từng nói rằng một niệm giác ngộ thì chúng sinh đi làm Phật, một niệm mê mờ thì cũng chính cái chân tâm tự tính đấy trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cũng một cái chân tâm tự tính đấy mà thánh phàm có khác là do nghiệp nhân quả báo mỗi người tự tạo, tự chiêu cảm lấy. Nhìn thấy rõ điều này, thời khắc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài đã thẳng thừng dõng dạc tuyên bố rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, nghĩa là khẳng định cho chúng ta tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Do vậy, Đức Phật tìm đủ mọi cách nói tất cả các pháp môn tu để mục đích dẫn dắt chúng sinh đến bờ giác ngộ. Thời mạt pháp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân chọn lựa phương pháp niệm Phật cho chúng sinh chúng ta tu tập. Ngài nói rõ, thời mạt pháp ước ước người tu hành, hiếm có người đắc đạo giải thoát, chỉ có nương pháp niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Ấn Quang Đại Sư, Ngài cũng đã từng nói, đối với hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nếu như chẳng nói pháp niệm Phật thì đến như Đức Phật cũng chẳng thể nói pháp thứ hai nào khác. Bởi vì để giải thoát sinh tử luân hồi thì phải tu đến mức nghiệp tận tình không. Mà tu đến mức nghiệp tận tình không thì e rằng cả cõi đời này tìm cũng chẳng được đôi ba người. Do vậy mà thấy rằng chúng ta hàng phàm phu thời nay gặp được pháp môn hộ niệm, cùng nhau bảo bọc, thương yêu, hộ niệm lẫn nhau, thì chắc chắn chúng ta được sự gia trì hộ niệm của chư Phật. Bởi vì bản hoài của chư Phật là cứu độ chúng sinh. Chư Phật cứu độ chúng sinh cũng chính là cứu độ chính mình. Vì sao thế? Bởi vì chư Phật thấy rằng bản thể giác ngộ giữa Phật chúng sinh không hai không khác. Nếu còn chúng sinh đau khổ thì chư Phật chưa thể yên lòng. Do vậy chúng ta biết mười phương các đức Phật luôn luôn, dù là ẩn thân, dù là hiện thân, các ngài đều tìm cách cứu độ chúng sinh. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với pháp niệm Phật, đối với con đường hộ niệm chúng sinh, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta. Khi tu hành thành đạo, giây phút phụ hoàng, có nghĩa là vua cha sắp sửa mạng chung, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về tại hoàng cung hộ niệm cho cha mình. Khi thấy cơ duyên đầy đủ, cũng chính Đức Phật lên trên cung trời Đâu Xuất để thuyết pháp cứu độ mẫu thân của mình. Đây chính là con đường hộ niệm mà Đức Phật thị hiện cho chúng ta thấy rõ. Và đời đời chư tổ các ngài thị hiện giữa cõi đời, các ngài cũng nói rõ Phật pháp chẳng rời thế gian. Chúng ta tỉ mỉ suy ngẫm câu nói này và nhìn ra thế gian sẽ thấy, nếu chúng ta thử nghĩ
Một mình sống giữa cõi đời này chắc chắn chẳng thể sống được. Nếu chẳng có cha mẹ sinh ra, thân mình còn chẳng có. Nếu chồng chẳng nương tựa vợ, vợ không nương tựa chồng. Con không hiếu thuận nương vào cha mẹ không nhờ cậy con cái. Bậc làm vua không nương nhờ vào quần thần. Bề tôi chẳng nhờ sự chỉ đạo của bề trên thì xã hội này hoàn toàn chẳng thể tồn tại, cũng chẳng thể tốt đẹp được. Do vậy chúng ta biết rằng Đức Phật dạy vạn vật nương nhau mà sống. Thế điều này có thì điều kia có. Nếu điều này chẳng có thì điều kia cũng chẳng có. Do vậy chúng ta biết tất cả các pháp không ngoài pháp hộ niệm, nghĩa là nương tựa nhận lẫn nhau mà cùng tồn tại. A Di Đà Phật ạ. Như vậy chúng ta thấy rằng nói lớn thì pháp hộ niệm bao trùm khắp hư không pháp giới. Nói nhỏ thì tỉ mỉ từng chi tiết trong đời sống, lời ăn tiếng nói của mỗi người, cử chỉ hành động suy nghĩ của mỗi người cũng chẳng nằm ngoài pháp hộ niệm. Nếu như cha mẹ thấy con cái có suy nghĩ không tốt, lời nói chưa tốt, việc làm không tốt và cha mẹ không can ngăn thì con cái chắc chắn hư hỏng. Nếu như bề trên thấy cấp dưới của mình có những suy nghĩ, hành động, lời nói không tốt mà không tìm cách can gián thì cũng dẫn đến kết quả không tốt đẹp. Do vậy đâu đâu chúng ta cũng thấy pháp hộ niệm tồn tại bàng bạc khắp mọi phương diện trong đời sống. Vì thế mà chúng ta hôm nay gặp được pháp hộ niệm, đặc biệt lại còn cơ duyên biết đến con đường niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì đem pháp hộ niệm áp dụng vào con đường niệm Phật này thì không gì thù thắng hơn. Bởi vì đây là con đường để tiễn đưa nhau vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật. Chúng ta suy xét ở thế gian này, tất nhiên có rất nhiều thời khắc quan trọng đối với cuộc đời chúng ta, nhưng có hai thời khắc mà chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo. Đấy là thời khắc thọ sinh, nghĩa là sinh ra, và thời khắc từ giã cõi đời này, tạm gọi là chết đi. Trong Phật Pháp thì chẳng có chết đi mà chỉ có qua đời, nghĩa là tất cả chúng ta hiện diện trên cõi đời này chẳng thể chọn cách sinh ra, chẳng thể chọn nơi sinh ra, mà hoàn toàn do nghiệp báo mà thọ thai, để rồi sinh ra trong tiếng khóc chào đời, báo hiệu một chặng đường khổ đau tiếp diễn. Thế nhưng chúng ta có quyền chọn con đường và cái đích, cái điểm đến của mình trong tương lai bằng cách hàng ngày thay đổi tâm niệm, lời nói, việc làm của mình mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, lương thiện hơn, để đích đến của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Đối với người niệm Phật chúng ta thì hàng ngày đem tất cả tâm niệm chuyển đổi thành A-di-đà Phật thì đích đến của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành Phật trong một đời. Đây chính là lời dạy bảo của ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, mà cả cuộc đời của Ngài
hơn 60 năm trường thuyết kinh giảng pháp, chỉ dạy cho chúng ta con đường tu hành. Ngài nói rõ, hãy đem tất cả tâm niệm của quý vị, dù đấy là tâm niệm gì, niệm đầu tiên là mê mờ, chấp trước, tham ái, khổ đau, sân giận, si mê, thì niệm tiếp theo liền A-di-đà Phật, thì chắc chắn con đường tương lai sẽ sáng rạng. Do vậy, chư đại tổ sư, tất cả các ngài đều biểu diễn tất cả tấm gương. Có ngài thì biểu diễn tu hành tất cả các pháp môn, cuối cùng cũng quay về chọn con đường niệm Phật. Liên Trì đại sư cả một đời thuyết kinh học đạo và tu tập các pháp môn, cho đến cuối cùng ngài nói rằng Tam Tạng Thánh Điển 12 phần giáo, ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu. 84.000 pháp môn tu, ai muốn tu cho đắc đạo thì cứ việc tu. Riêng tôi, nghĩa là bản thân Tổ sư Liên Trì, chỉ niệm A-di-đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Thái Hiền Lão Hòa Thượng cũng thi hiện một cái tấm gương không biết chữ, cả đời ngài chân chất thật thà, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật niệm cho đến cùng, để lại ngài đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để lại thân kim cương bất hoại làm lòng tin cho chúng ta. Như thế chẳng nhẽ chưa đủ minh chứng cho pháp môn niệm Phật của chúng ta hay sao? Do vậy, mong cho đại chúng cố gắng tin tưởng, phát lòng tin dõng mãnh, tin thật sâu, nguyện thật tha thiết, để tiếp đến tương lai mỗi chúng ta đều được trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy nhiên, con đường trở về Tây Phương cũng không hẳn là quang đãng. Bởi vì sao? Trong các tọa đàm về pháp hộ niệm, lão cư sĩ Diệu Âm đã từng răn nhắc: nghiệp chướng lúc lâm chung bức bách, tinh thần hoảng hốt, tự mình chẳng thể niệm được Phật, mà niệm cuối cùng lúc lâm chung mà không niệm được Phật, thì e rằng chúng ta đã lỡ mất con đường vãng sinh. Do vậy, pháp hộ niệm là pháp mà quyết định giờ phút lâm chung, nhắc nhở, giữ gìn chính niệm cho một người, để tiến đưa một người an toàn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không còn phương pháp nào thù thắng tốt đẹp hơn. Đại Từ Bồ Tát đã từng nói rằng, tiễn đưa một người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì công đức ấy còn hơn chính mình tu hành tinh tấn trong cả một đời. Vì công đức tiễn đưa một người vãng sinh có nghĩa là tiễn đưa một chúng sinh thành Phật. Vị Phật ấy tương lai đi cứu độ được bao nhiêu chúng sinh thì công đức cứu độ đấy chúng ta có phần. Người xưa từng nói, cứu được một mạng người thì như xây 7 tòa tháp. Vì vậy, một người được vãng sinh, tương lai họ thành Phật, đi cứu độ chúng sinh 10 phương, chúng ta thử nghĩ xem công đức đấy có thể đo lường được chăng? Hơn nữa, giờ phút lâm chung là giờ phút quyết định cảnh giới của một người. Chúng ta đến nơi đấy, tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, để một người tiếp đến họ đi đâu hoàn toàn quyết định nơi giờ phút ấy. Do vậy, chúng ta chứng kiến được cảnh ấy
thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái sự vô thường giả tạm ở trên cuộc đời này. Tất cả chúng ta sở dĩ Bồ Tát Đại Từ nói cũng có ý rằng cả đời mình tu hành, liệu chúng ta đã buông được cái thân này chưa? Liệu chúng ta đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm hay chưa? Nhưng khi đích thân đến hộ niệm cho một người, chúng ta nhìn thấy thân thị hiện bệnh tật, khổ đau, bức bách, hơi thở thoi thóp, để chúng ta thấy rõ được cái thân này đúng thật là giả tạm, là hư huyễn, và cuối cùng chính chúng ta cũng sẽ bỏ thân giống như họ. Đây là một sự giác ngộ cao tột trong con đường tu hành. Do vậy chúng ta tu hành cả một đời cũng chỉ để giác ngộ được tấm thân giả tạm mà sẵn sàng buông bỏ chúng, thấy được thế gian vô thường mà sẵn sàng buông bỏ. Chính vì thế, chư vị đồng tu, quý vị hôm nay có nhân duyên gặp được pháp hộ niệm, gặp được con đường để cùng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tiến đưa nhau để chuyến này chúng ta có cơ duyên được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì mong cho đại chúng, nếu có thời gian, điều kiện, sức khỏe, quý vị nên phát tâm đi hộ niệm, thực hành hộ niệm. Đây là con đường mà khiến cho tất cả chúng ta dễ dàng giác ngộ được tất cả vạn vật trên thế gian này là vô thường, đúng như lời Phật dạy. Tâm là vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường, để chúng ta mới buông xuống được. Và buông xuống được thì chúng ta mới vãng sinh Tây Phương được. Đây là điều quan trọng. Kính xin đại chúng, từ nay trở đi, hãy luôn luôn thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Từ trước đến nay, trong Phật Pháp, lấy hai tiêu chí quan trọng làm mạng mạch để lưu truyền Phật Pháp ở thế gian. Đấy chính là lòng từ bi và trí tuệ. Bởi vì Đức Phật nói rằng, nếu chỉ có từ bi không mà không có trí tuệ thì lòng từ bi đấy là từ bi mê mờ. Nếu chỉ có trí tuệ mà chẳng có lòng từ bi thì chẳng thể cứu độ được chúng sinh. Do vậy chúng ta nương đây, thương yêu giúp đỡ chúng sinh phải có lòng từ bi, nhưng từ bi phải có trí tuệ. Tỉ mỉ suy xét mà xem, từ trước đến nay chúng ta cũng thương yêu nhau hết lòng, nhưng thương yêu chưa đúng cách, không biết đến pháp hộ niệm. Khi có người lâm chung, chúng ta khóc lóc quyến luyến, động chạm thân xác, buộc tay trói chân, vân vân, làm tất cả những việc ấy, chúng ta cho rằng đấy là sự tiếc thương và thương yêu, thậm chí khóc lóc than thở. Nhưng thử hỏi quý vị khóc lóc được mấy ngày? Thế rồi sự thương tiếc của chúng ta cũng dần dần nguội lạnh, chỉ để lại một sự đau xót rằng người thân của chúng ta đi về đâu hoàn toàn mình không biết, thật là đau xót. Do vậy mới nói rằng từ bi không có trí tuệ, không biết cách thương yêu người thân chúng ta thì chỉ toàn đưa nhau vào luân hồi sinh tử. Thì chúng ta thấy rằng pháp hộ niệm hướng dẫn cho chúng ta thương yêu đúng cách, là cùng nhau giúp đỡ hộ niệm lẫn nhau để cùng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây mới là tình thương chân thật.
Đây mới là tình thương mà mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch Đại Tổ Sư muốn chúng ta làm. Một lần nữa, Đạo Thịnh kính xin trên chư Tôn Đức Tăng Ni hết lòng ủng hộ cùng với Lão Cư Sĩ Diệu Âm xiển dương pháp hộ niệm ở thế gian để cho chúng sinh được nương nhờ vào pháp hộ niệm này mà số lượng chúng sinh được vãng sinh Tây Phương càng ngày càng nhiều, thì con đường cứu độ chúng sinh trong tương lai càng rộng mở. Bởi vì mỗi một người được vãng sinh thì chắc chắn người ấy tương lai thành Phật. Nhiều người vãng sinh thì tương lai có nhiều vị Phật ra đời. Đạo Thịnh cũng kính xin tất cả các ban hộ niệm, tất cả chư vị đồng tu hãy hết lòng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết bảo bọc, sẻ chia, bảo ban lẫn nhau, để chúng ta cùng đi trên con đường giác ngộ, cùng đi trên con đường hộ niệm, cùng tiễn đưa nhau được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Lớn nữa là cho bạn, lớn nữa. Là mô A Di Đà Phật, chúng con vô cùng là hoan hỷ, vô cùng là hoan hỷ. Thực sự ra là một buổi Zoom hôm nay là làm cho pháp hỷ của chúng con vô cùng là sung mãn. Không biết là chư vị có đồng ý như vậy là tuyệt vời quá. Qua những lời khai thị của quý thầy mà chúng con thấy rõ ràng ra là cái pháp môn hộ niệm này thực thi cụ thể vô cùng, chính xác vô cùng và khả quan, để một đời này chúng con cũng có phước phần giải thoát, có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý là như vậy không? Đồng ý không? Vậy thì xin hỏi chư vị là chúng ta có bỏ pháp môn hộ niệm này không? Xin chư vị một tràng vỗ tay thật lớn một lần nữa cùng nhau chân quý cái pháp hộ niệm này, cùng nhau y giáo phụng hành, nghe lời của quý thầy, đặc biệt là chúng ta thực hiện đầy đủ nội quy của pháp hộ niệm này. Đây mới là chính xác như lời của thầy Thích Đạo Thịnh dạy, đó là từ bi, đó là trí huệ, đúng không chư vị? Đúng không? Chỉ có pháp hộ niệm mới thực hiện được đúng là từ bi, trí tuệ và thực thi để cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một lần nữa chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của quý thầy, kính chúc quý chư tôn tăng ni cùng lão cư sĩ Diệu Âm pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ thọ mạng thì dài lâu, để xiển dương cái pháp môn hộ niệm này cứu dân tộc Việt Nam, cứu người hữu duyên cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, tiếp lời bác Minh Đạt, chúng con cũng xin kính thưa với thầy, những lời của thầy khắc ghi vào tâm trí của chúng con, những lời đã thức tỉnh chúng con. Chính thầy đã dạy cho chúng con rằng pháp hộ niệm này mới dạy cho chúng ta thương yêu đúng cách. Nếu không biết thương yêu đúng cách thì chỉ có lôi nhau vào tam ác đạo. Thương yêu trong pháp hộ niệm là phải đưa nhau vãng sanh, quyết lòng giúp đỡ nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn trong thế gian, thương yêu là níu kéo, thương yêu là muốn chiếm hữu, thương yêu một là khi mà người thân của mình, người mình thương yêu chỉ cách xa một ngày, hai ngày là nhung nhớ sầu khổ, thì thật sự
là những thương yêu này là chính là tình thương không có trí tuệ, giống như thầy Thích Đạo Thịnh vừa đã răn dạy. Con xin cho con hỏi tất cả chư vị ở đây có đồng ý với con như vậy không? Và chúng con xin các cốt ghi tâm chúng con những lời của thầy, chúng con xin ghi nhớ và chúng con sẽ học tập pháp hộ niệm một cách thật kỹ lưỡng và thực hành một cách chính xác để áp dụng pháp hộ niệm và để cứu giúp được tất cả những người hữu duyên, nhất là những người mà mình thương yêu, là phải giúp đỡ những người thương yêu thoát cảnh đọa lạc chứ không phải cùng nhau mà đưa nhau đi đọa lạc. Đó là điều cao quý trong pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.